phạm gái mười hai bên nước. Biết bến nào trong, biết sông nào đột, quyết gửi hai mai một ngày con xuất gia theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dốc nên hình, mười mấy năm mẹ cô mang quản dưỡng, chưa một ngày đền tạ nghĩa. Mai mốt đây con về làm giáo thiên hạ, là cả một đời con trao chọn cho người ta. Mẹ cô đơn khi bóng xế tuổi già, ai hầu hạ chăm lo từng bát cơm chén nước. Dạ, ngày hôm nay thì mình qua trở lại thăm chú sinh, thì đúng lúc đó là chú cũng đang chuẩn bị bán ve chai. Chút xíu nó cân lên rồi xem cho chú bán được bao nhiêu tiền. Cái đống ve chai này là chú lụm được mấy ngày? Cũng lâu lâu rồi chú, tuần bữa lụm ít là chết rồi. Nhiêu đây là lụm cả tuần hả? Mình thấy trong đây lỗ đan là chú đi lụm đâu có nhiều ve chai đâu. Phải chi ở ngoài lỗ lớn quốc lộ rồi đó, xe nhiều quá chú đi lụm được nhiều hơn. Chú sơn móng chân nữa kìa. Cái đôi dép nó đâu có mua đâu mà chú lụm cái gì chú? Cái này là sao? Mà đưa lấy bờ chặt cái mốt ra. Mẹ ơi, trong này có mấy miếng như vậy? Mốt có cho nó đâu, mốt rồi có tổng. Có đúng đợi mà. Mẹ ơi, mua mà kén quá, có chừng khó mua nha. Đây cái gì mà chú cũng lụm ở đây? Cục tròn tròn nè. Cục mũ hay là cục sắt? Nay bán cái chai đãi con uống cà phê nha chú. Bây giờ cho con hỏi thiệt hen, giờ con kêu chú hay là kêu cô nè? Giờ chú thích kêu làm sao? Biết rồi, con kêu sao cũng được, nhưng mà ý thích của chú á chứ. Kêu cô Tư phải không? Đúng rồi, kêu cô Tư là chú thích hơn phải không? Vậy là bo thêm 2.000 nữa, được 30.000 hả? Đãi con uống cà phê nghe chú. Ủa lộn, cô Tư. Đãi con uống cà phê nghe cô Tư. Thằng này có quán không? Thằng này có quán cà phê. Dạ, là chị đãi cho em uống bụng coi. Nãy tao bo 2.000 đó. Bo 2.000 mà đãi một ly cà phê 4-5.000 lỗ rồi. 7.000, ly cà phê 7.000. Rồi đãi con uống cà phê rồi tiền đâu chứ mua đồ ăn. Trời, đi nhín nhín thôi, đâu có nhiều rau. Nhín nhín hả? Dạ. Rồi bữa nay cô Tư không có đi nhặt ve chai hả? Không, bữa nay cũng không đi chai. Đi nấu đi vô quay đó rồi, chúng ta có đi ha. Chạy đi về tới, cứ vô bất tử không có ở nhà rồi, không có nhà rồi. Đồ này chị nào gửi cho? Mà không có nước tên. Đem lại rồi đưa cho mình nha. Ủa, con thấy thì cô cũng gọn gàng quá, quần áo rồi xếp ngay ngắn bỏ một thùng hết trơn luôn rồi nè. Trời ơi, trời. Không nhìn thấy gọn thôi, thanh đãi đây luôn đi. Thôi đâu được, mặc đãi chồng vô luôn. Không, không được. Mặc đãi chồng vô luôn. Mặc cỡ hả cô? Đâu có. Ai? Cho nó bắt này, cái này trên con bắt. Trời ơi, để cho cớ cho mẹ quăng chợ mấy đồng bạc. Cái áo này kêu bằng cái gì? Cô Tư. Ai? Cái áo này kêu bằng cái gì? Cái này là bằng cái quấy. Cái quấy chứ không phải cái đầm hả? Đầm quấy gì tôi cũng mặc được. Có hai bên đây đựng hai trái bưởi đây nè. Vậy đẹp rồi đó. Đẹp đẹp. Ngon. Rồi. Rồi. Buổi sáng nay cô Tư ăn cơm chưa?
tôi ăn rồi, tôi mới ăn nãy á. Bữa nay ăn cái gì phê với con ơi? Tôi ăn cái khô nướng. Lấy cho con xem ơi. Khô này là cô Tư mua hay là ai cho? Bên đi lượm da trai đó, tới người ta thấy gì, người ta đem ra cho mình nè. Rồi nãy nướng rồi. Rồi ăn hết miếng miếng. Cô này khô gì mà con thấy đen tù lù vậy? Cũng khô cá trện. Biết cá trện nó dài dài nè. Rồi cái tư khách cho nó cục mới nướng được. Vậy là sáng là ăn cơm sớm rồi đúng không? Ừ, ăn chén rồi cái nướng trời chứ. Chú vô quay rồi thôi, nghỉ ăn chờ chú vô ra. Sau đây thì con sẽ thông qua cái danh sách của chú anh chị hỗ trợ cho chú Sinh. Chị giấu tên ở Vũng Tàu 2 triệu, chị Thuyền Ân Mỹ Tho 500 ngàn, chị Mỹ Hồng 200 ngàn, chị Ngọc Huệ ở Mỹ 500 ngàn, chị Thanh Châu 500 ngàn, chị Đan Thanh ở Bà Rịa Vũng Tàu 1 triệu, bạn Jocky Lim 200 ngàn, chị giấu tên bên Hàn Quốc 1 triệu. Tổng cộng có số tiền gửi cho chú Sinh ngày hôm nay là 5 triệu 900 ngàn. Con trừ nồi cơm điện 210, nửa ký lạp xưởng 110 là 320 ngàn, còn lại 5 triệu 580 ngàn, gửi chẳng cho chú là 5 triệu 6 luôn. Ai nhận được tiền nhiều hồi hộp quá chú, đổ mồ hôi trơn luôn rồi nè. Mặc áo dài chứ đổ mồ hôi có tiền đó mà nói dài được hả? Xin gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân có gửi cho tôi được 5 triệu 6 tiền. Rồi chú khóc hả? Không, tao không có. Bữa nay nhận tiền nhiều vui quá phải không? Sao bữa đó con xuống rồi chú khóc cho lắm hả? Có phút nào mà kể về cái quá khứ của mình xúc động quá mới khóc không? Từ xưa tới giờ thì chú đi làm ở ngoài Vũng Tàu á, thì có ai nói về cái thân phận mà cũng như là giới tính thứ ba của chú không? Thì người ta thấy mình vậy thì người ta cũng chẳng biết đây đó. Người ta thấy mình cái tính của mình vậy đó thì người ta biết. Người ta có cười, người ta có chê mình không? Không, cũng nói chuyện cũng đàng hoàng lắm chứ không có mà cười chê thì mình đâu bị gì. Người ta biết mình vậy đó chú, chứ người ta cũng đâu có chê cười mình đâu. Rồi khi lúc không có chỗ ở đó rồi ở nhà bên đó rồi. Từ xưa tới giờ là chú có nhận được cái số tiền lớn vậy?